chào quý cô chú anh chị, những người đam mê cây cảnh trên khắp cả nước ha. Hôm nay em có về một lô ngũ sắc khủng, cây cũng đã sống khỏe hết trơn ha cô chú anh chị. Lô này đặc biệt, lô này VIP ha, hàng VIP không cô chú anh chị ơi. Cây mã số B ở D1, cây mã số đầu tiên của clip là cây D1 ha cô chú anh chị. Đâm chồi sống khỏe hết trơn ha, cây củ khá là to nha, ở dưới nè. Cái này em đã ủ là chấu chứ sư dừa ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị về mình ủ lại khoảng chừng tầng tới 2 tầng cho cây của mình khỏe mạnh rồi mình thay chậu ha cô chú anh chị. Rồi, hoành ngay vị trí này là tới 43 lần cô chú anh chị. Hoành cây cũ này nè, 43 nha. Cây này to lắm á cô chú anh chị. Chiều cao là 45. Cô chú anh chị xem kỹ ha, cây này chiêu cành rất là dày ha, cây này mau lên tàn lắm á cô chú anh chị. Ngũ sắc, phôi ngũ sắc. Phôi mã số D1, phôi này giao lưu với cô chú anh chị mình là 700.000đ. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn á. Cô chú anh chị em là bao, bên em là bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình yên tâm về phí ship. Cây D2. Cây này một cốt cô chú anh chị ơi. Một cốt, cây này đẹp cây nha. Đó, đường thân nó khá là đẹp nha cô chú anh chị. Cây em đã dâm ủ lại, nó đâm chồi lại hết trơn rồi em mới giao lưu với cô chú anh chị nha. 21 hoành. Đó, tính 20 hoành thôi cô chú anh chị ơi. Cái này là hoành thân thịt ha, 20 ha. Đó. Chiều cao là 52 cô chú anh chị. Đây ha cô chú anh chị, ghép này về mình mua giống mình ghép vô rất là đẹp nha. Đó, rồi cây mã số D2. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 650.000. 650.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Đó, rồi tiếp theo luôn cô chú anh chị ơi. D3. Cây này là con thú luôn cô chú anh chị ơi. Ở dưới là nó có 4 cái chân ha cô chú anh chị. Tại vì cái này em làm bầu á, thành ra em chôn nó xuống dưới cho nó sâu để cho nó khỏe cô chú anh chị. Ở dưới nó thật chắc là nó có chân hết trơn ha. Y gan như con tê giác luôn. Nó có sừng ha. Y gan như con tê giác vậy. Ở dưới là có chân cẳng đàng hoàng luôn. Cái bệ đế nè. Cô chú anh chị xem cái bệ, nguyên cái bệ thịt nó liền thăng luôn ha. Cây này đẹp cây lắm á cô chú anh chị. Cây này là một con thú ha. Em bao cô chú anh chị ra con thú luôn. 62 hoành á cô chú anh chị. Nguyên cái bệ này là 62 hoành ha. Chiều dài toàn thân của nó là 40. Chiều cao là 20 cô chú anh chị. Cây D3. Cây này cũng đã đâm chồi sống khỏe lại ha. Em dâm ủ cũng hơn một tầng rồi. Thành ra cây cũng sống khỏe lại cô chú anh chị. Cây này là có thú hai chân phía trước đàng hoàng nha cô chú anh chị. Ở phía sau cũng có chân hai chân vậy đó em quên mất tiêu rồi. Nó dân thú á. Rồi cây D3, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 700.000đ. Mã số D3 700.000đ cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Ở đây thì nó bị lũa nhẹ ha cô chú anh chị, không sao ha. Nhưng mà nó là một cái dáng của một con thú ha cô chú anh chị. D4. D4. Chưa có rửa gáy rửa gấm gì luôn cô chú anh chị ơi. Nguyên cái bệ nè cô chú anh chị. Rễ nó tủa xuống nè, y gan như cây xanh vậy. Cây cũng đâm chồi sống khỏe rồi cô chú anh chị ơi. Cây này thì có một số cái vị trí nó bị bể, bị lũa ha, cô chú anh chị. Có một số vị trí lũa thì cây gừng mà không tránh khỏi được cô chú anh chị ơi. Hoành ngay này khá là to ha, 62 hoành cô chú anh chị. Chiều cao là 25, 62 hoành chiều cao là 25. Cây kéo sẹo rất là mạnh nha, kéo sẹo đâm chọi mạnh này. Này em dâm ủ là hơn một tầng rồi cô chú anh chị. Rồi cây mã số D4 này giao lưu với cô chú anh chị mình là 650.000 cô chú anh chị ơi. U bú
cây này u vú cũng khá đẹp nè. Cô chú anh chị nào mình thích bonsai lùng lực á, thì mình chơi cây này nghe cô chú anh chị, 650 ngàn bao ship luôn. Tiếp theo mã số D5 đó, mình chơi cái tàng mà tàng bay á cô chú anh chị, tàng bay này ha. Mình chơi theo dạng giống như là một con thuyền như đó cô chú anh chị. Này em đo tổng hoành ha, thực chất là ở dưới cái bệ của nó là một cái bệ đế liền á cô chú anh chị, bệ đế thịt như mấy cây phía trước vậy đó. Nhưng tại em chôn nó sâu á, để em dăm ủ cho nó sống khỏe cô chú anh chị, thành ra em chôn nó hơi sâu xíu. 53 hoành tổng ha, tổng cái hoành là 53, chiều dài của nó là 40 cô chú anh chị ơi, chiều dài 40. Cái củ của nó ở dưới là to lắm á cô chú anh chị, à, tại em dăm ủ thành ra em chôn nó nghe cô chú anh chị, cây cũng đâm chồi sống khỏe rồi. Thì cây này em bao sống cho cô chú anh chị nha, cô chú anh chị mình yên tâm chơi luôn. Thì nó cũng có một số điểm nó bị lũa cô chú anh chị, tại vì cây gừng bứng về thì nó cũng có lũa ha, à, cây này không tránh khỏi được. Rồi cây mã số D5, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 ngàn nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Tiếp theo cây mã số D6, một cây lùng lực luôn cô chú anh chị ơi, cây đâm chồi sống khỏe ha, à, cái bệ đế cũng khá là to nè. Cái bệ đế này là giáp cái chậu này là chậu 12 nha cô chú anh chị, giáp luôn. Em đo cái hoành thân trên này 28 hoành, cái bệ của nó khoảng 50 53 gì đó cô chú anh chị ơi, cái bệ của nó to lắm, chiều cao là 28. Đó, cây đâm chồi sống khỏe nha cô chú anh chị. Đó, cây này thì em bao sống cho cô chú anh chị luôn. Rồi cây mã số D6, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ngàn cô chú anh chị ơi, D6 500 ngàn, bonsai lùng lực ha, cây khá là to nha. D7, hình này giống như một cái con cong á cô chú anh chị, cái này là cái đầu nè, nguyên cái dàn đuôi nè, đuôi nó xè nè cô chú anh chị đó, nhìn cũng giống như một cái con cong ha. Nữa mình chơi cái tàn xè vậy nè cô chú anh chị, bông nó đượm lên trên ha. Rồi còn cái này là mình chơi cái đầu ha cô chú anh chị, cũng quái cây lắm á, nguyên cái bệ đế nha, nguyên cái bệ thịt luôn. Rồi để em đo cái bệ thịt này là 47 cô chú anh chị ơi, nguyên cái bệ đế của nó là 47 ha, chiều cao là 32, cây đâm chồi sống khỏe ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số D7, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình chỉ 500 ngàn thôi cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi tiếp theo D8 là một cặp luôn cô chú anh chị ơi, cặp sống khỏe luôn ha. Cặp tam tài nghe cô chú anh chị, 3 thân nha, mỗi cây đều 3 thân hết. Này để em đo hoành tổng cho cô chú anh chị hình dung nha. Lô này em bao sống cho cô chú anh chị nha, 39 hoành, chiều cao chỉ 15 thôi. Bên đây 31 hoành, chiều cao là 17 cô chú anh chị ơi. Này là phôi ngũ sắc nha cô chú anh chị, cặp D8. Cặp này giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ngàn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Mã số D8 là 500 ngàn. Tiếp theo D9 cũng là cặp cuối cùng của clip luôn cô chú anh chị, một cốt nha, cây cũng đâm chồi sống khỏe hết trơn ha cô chú anh chị. Hoành đo ngay vị trí này là 29 hoành, chiều cao là 28. Hoành bên đây em đo ngay cái cũ này nghe cô chú chị, 25 hoành, chiều cao là 26 ha. Đó, em đo là thông số là cơ bản cho cô chú anh chị mình hình dung nha, chứ mấy cây này đo chuẩn nó cũng khó lắm đó cô chú chị. Cặp
D9 cũng là cặp cuối cùng của clip ha. Cặp này cũng 500 ngàn luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Rồi em cũng xin chào và chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.